Thanh Loan mắt nhìn phía dưới, chân mày nhíu chặt, mảnh khảnh ngón tay không tự giác nắm chắc thành quyền, mỗi một lần hô hấp đều vô cùng trầm trọng, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt nghi hoặc cùng lo lắng. Nàng nghi hoặc, vì sao Tô Trần còn chưa xuất hiện, như Tô Trần còn không xuất hiện, chờ trận pháp một phá, toàn bộ thành trì sẽ tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, trong thành ngàn vạn người đều sẽ chết. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Phượng thương Ngô đang nhìn lúc này nơi về sau, khóe miệng có chút nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Loan, cười lạnh nói: trận pháp này lại có thể khiêng bao lâu đâu. Hừ. Thanh Loan hừ nhẹ một tiếng, tóc dài múa may theo gió, trường kiếm trong tay quang mang lập lòe, dường như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Nàng ánh mắt băng lãnh, quanh thân kiếm khí lượn lờ. Sau một khắc, nàng đột nhiên vung động trường kiếm trong tay, qua trong giây lát, một đạo kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp đâm về Phượng Thương Ngô. Phượng Thương Ngô mặt không biểu tình, bàn tay mở ra một thanh đại đao xuất hiện đến lòng bàn tay. Đại đao toàn thân hiện ra tiên diễm màu đỏ, nó thân đao điêu khắc hỏa phượng đồ án sinh động như thật cực kỳ chân thực đối mặt thanh loan một kiếm này hắn không sợ chút nào đại đao dương lên một đạo hùng hồn đao khí nên tiếp kiếm quang nhất kiếm nhất đao chạm vào nhau nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang quang mang bắn ra bốn phía không gian trong khoảnh khắc giãn nứt lập tức vỡ vụn cùng lúc đó thanh loan chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái cả người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xông đến phượng thương ngô trước người kiếm ý trùng thiên ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng. Phượng Thương Ngô hai con mắt ngưng tụ, đại đao trong tay vùng mạnh. Đao này vừa ra thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đạo dữ tợn lỗ hồng, ngàn vạn đao ý mang theo thần thú chi lực, dọa người vô cùng. Ầm ầm, kinh thiên động địa sóng xung kích, uyển như thủy triều trong nháy mắt khuếch tán đến trăm vạn dặm có hơn, những nơi đi qua đều bị chôn vùi. Thanh Loan cùng Phượng Thương Ngô đồng thời bay ra ngoài, bất quá qua trong giây lát liền tái chiến đến cùng một chỗ. Thanh Loan kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, kiếm thế biến hóa vạn thiên thỉnh thoảng như mưa phùn kéo dài lặng yên không một tiếng động xông vào địch nhân phòng ngự thỉnh thoảng như cùng phong bạo vũ lấy rời núi lớp biển chi thế công kích địch nhân mỗi một kiếm vung ra đều có thể dẫn phát thời không sụp đổ cùng gây dựng lại phượng thương ngô tuy là thần thú nhưng đối đao pháp lĩnh ngộ không kém chút nào cương mãnh cực kỳ đao thế cực kỳ bá đạo mỗi một đao đều có thể làm thiên địa đổi màu nhật nguyệt vô quang không chỉ có như thế tăng thêm hắn tự thân thần thú chi lực Đao ý cùng thần thú chi lực đem kết hợp, biến đến càng khủng bố hơn. Bọn hắn trên không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích, nhìn lấy chấn động không gì sánh nổi. Mà tại một bên khác, còn có một trận càng thêm rung động chiến đấu. Một cái hỏa phượng lơ lửng ở chân trời, mắt phượng như hồng ngọc, lộ ra vô tận uy nghiêm. Trên người mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn phía thời không bởi vì không chịu nổi lại bắt đầu hòa tan mà tại hỏa phượng bên cạnh còn có một đầu ngũ trảo kim long uốn lượn xoay quanh màu vàng lân phía dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang sáng chói long uy hạo đãng giống như có thể chấn áp hết thảy hỏa phượng cùng ngũ trảo kim long ánh mắt giờ phút này đều ở phía xa một vị trung niên nam tử trên thân nhìn lấy trung niên nam tử trong mắt bọn họ lóe ra sát ý ngút trời cùng phẫn nộ cùng kiên kỵ trung niên nam tử đứng chắp tay trường thương trong tay tản ra sắc bén thương ý chỉ bất quá nhục thể của hắn lại đang thiêu đốt Mặc dù như thế, hắn lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Hỏa Phượng cùng Ngũ Trảo Kim Long, đáng sợ thương ý bao phủ Cửu Thiên. Lúc này, Hỏa Phượng dẫn đầu phát động công kích, hai cánh chấn động, lửa cháy ngập trời như biển lửa giống như hướng về trung niên nam tử đánh tới. Đáng sợ Hỏa Diễm, nó bên trong ẩn chứa lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đốt tận thế gian bất cứ sinh vật nào. Trung niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, trường thương trong tay vung lên, một đạo mang theo lôi đình thương ý chém ra lại trong nháy mắt đem cái kia mảnh biển lửa một phân thành hai. Ngũ Trảo Kim Long thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng bãi xuống, tựa như tia chớp phóng tới trung niên nam tử. Long chảo vung vẩy, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng. Trung niên nam tử thân ảnh lóe lên, tránh đi long chảo công kích, trở tay lại là một thương đâm về Ngũ Trảo Kim Long. Hỏa Phượng lần nữa vỗ cánh, trong miệng thốt ra một đạo kinh khủng hỏa diễm trụ, ép thẳng tới trung niên nam tử mà đi trung niên nam tử trong lòng cảm giác nặng nề nguyên bản đâm về ngũ trào kim long một thương lại trực tiếp cải biến quỹ tích đâm về cái kia đạo hỏa diễm trụ ầm ầm cả hai chạm vào nhau bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng phương viên mấy trăm vạn dặm không gian giống như pha lê đồng dạng ẩm vang vỡ vụn ngũ trào kim long thừa cơ long vĩ hất lên như cự roi giống như quất hướng trung niên nam tử trung niên nam tử trong mắt lóe ra lệ khí gầm thét một tiếng trường thương trong tay chấn động mạnh một cái một đạo càng khủng bố hơn thương ý nhất thời tự mũi thường bạo phát. Cái kia đạo hỏa diễm trụ trong nháy mắt liền bị đánh tan, hỏa phượng cũng bị cường đại dư uy tung bay đến mấy chục vạn dặm bên ngoài mở. Trung niên nam tử cũng tại lúc này vội vàng nghiêng người tránh né cái kia đáng sợ một đuôi, nhưng vẫn là bị Long Vĩ dư uy quét chúng, cả người uyển gãy mất phong tranh bàn, bạo bay tới mấy chục vạn trượng xa. Hắn giữ vững thân thể, lập tức cảm thấy ít hầu ngòn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra đem thương khung nhụm thành màu đỏ nhục thân lại cũng dặn nứt ra hình thành mạng nhện hình dáng. Nhìn lấy trung niên nam tử, ngũ trảo kim long mở miệng nói, hắn muốn không được, cùng tiến lên, giết hắn. Dứt lời, hắn trực tiếp đong đưa long vĩ, trực tiếp hướng về trung niên nam tử mà đi, cường đại long uy ngang dọc toàn bộ thiên địa. Hỏa phượng kêu to một tiếng, huy động cánh chim, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, phóng tới trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn lấy hướng chính mình đánh tới hỏa phượng cùng ngũ trảo kim long, thần sắc rất là bình tĩnh hắn đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó, trong mắt của hắn đột nhiên dấy lên hai đạo ngọn lửa nóng bỏng, đây là thần hồn đang thiêu đốt dấu hiệu. Thiêu đốt thần hồn. Theo thần hồn thiêu đốt, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, càng ngày càng cường đại, phảng phất muốn xông phá chân trời. Không chỉ có là hắn, cái kia bốn vị nhân tộc tiên đế cùng Thanh Loan, giờ phút này đều kiên quyết dứt khoát lựa chọn thiêu đốt thần hồn. Mặc kệ là thiêu đốt thần hồn, cũng hoặc là thiêu đốt nhục thân, đều là một loại cực kỳ nguy hiểm hành động, nếu là cả hai cùng một chỗ thiếu đốt, hậu quả kia chính là không thể nghịch. Nếu là trễ đình chỉ, đến sau cùng chờ đợi bọn hắn chỉ có vẫn lạc. Tính mạng của bọn hắn phi tốc trôi qua, thân thể cũng tại dần dần sụp đổ. Nhưng bọn hắn không có người nào lùi, trong mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Mặc dù làm như vậy đại giới là to lớn, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Vì tín niệm trong lòng, vì thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy, vẫn lạc thì sao? chỉ cần có thể giữ vững những này, cái kia liền đáng giá đến. Trong thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia một đạo kiên quyết sức khoát thiêu đốt nhục thân cùng thần hồn thân ảnh, trong mắt lóe ra nước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, bọn hắn thần sắc không lại hoảng sợ cùng mê mang, có chỉ có vô tận phẫn nộ. Bọn hắn hận những này xâm lược quê hương của bọn họ long tộc cùng hỏa phượng tộc. Hận. Mỗi một tế bào đều là đối bọn hắn cam hận. Bọn hắn đối với long tộc cùng hỏa phượng tộc điên cuồng mắng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, Bọn hắn không lại e ngại, không lại lùi. Cùng lắm thì chết thôi. Không có gì. Tiêu Nguyệt Nhi nhìn lấy không chung tình cảnh này, che miệng, mặt đầy nước mắt, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Cha. Tiêu Tử Yên hai tay gắt gao nắm chặt, trong đầu hiện ra cái kia đạo áo trắng, run giọng nói. Ngươi, chẳng lẽ đi thật sao? Trên trời cao, Tiêu Tĩnh ngạo nghễ mà đứng, mặc dù thân hình hơi có vẻ đơn bạc, lại tản ra vô tận uy nghiêm. Đối mặt Phượng Viêm cùng Ngao Vệ liên thủ, hắn ánh mắt lạnh lùng như như hàn tinh lóe ra quyết nhiên quang mang cùng phong gào thét thổi loạn sợi tóc của hắn lại thổi không động hắn như sắt thép ý chí ngao vệ thân hình to lớn mỗi một lần công kích như lôi đình vạn quân phượng viêm thì cánh chim trói lọi hỏa diễm ngập trời những nơi đi qua đều bị hắn ngọn lửa trên người chỗ hòa tan mà ngao vệ lẻ loi một mình lại không sợ chút nào trường thương trong tay của hắn quang mang nở rộ lần lượt vung ra mang theo khí thế một đi không trở lại mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để cắt nứt thiên địa, cực kỳ khủng bố. Mặc dù hắn trên thân đã phủ đầy dữ tợn vết thương, máu tươi chảy xuôi, thần hồn cũng tại một chút xíu tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Mỗi một lần thụ thương đều bị lửa giận của hắn càng tăng lên, đấu trí càng thêm dâng cao. Hắn lấy mạng tương bác, đem sinh tử không để ý, chỉ vì thủ hộ dưới chân hắn vùng tịnh thổ kia. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Tiêu Tĩnh dường như một tòa không có thể dung chuyển sơn phong, mặc kệ phượng viêm cùng ngao vệ như thế nào công kích hắn thủy chung sừng sững không ngã phượng viêm giờ phút này toàn thân tràn đầy thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết thương đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy ra từ hư không nhỏ xuống trong mắt của hắn lộ ra mỏi mệt cùng âm trầm cùng kiên kỵ thân sắc khó nhìn tới cực điểm mà nó hắn làm sao mạnh như vậy chúng ta hai cái liên thủ đều không thể đem hắn cầm xuống ngao vệ cũng không tốt gì toàn thân cũng là to to nhỏ nhỏ vết thương ta xem thần hồn của hắn cùng nhục thân lập tức liền muốn đạt tới cực hạn chúng ta chớ có sẽ cùng hắn cứng rắn, hao tổn hắn là được, hao tổn đến hắn thần hồn cùng nhục thân sụp đổ. Về sau, Phượng Viêm cùng Ngao Vệ sẽ không tiếp tục cùng tiêu tĩnh cứng rắn, mà chính là bắt đầu tiêu hao chiến. Phượng Viêm xoay quanh tại thương khung, hoa mỹ cánh chim thỉnh thoảng rơi xuống điểm điểm hỏa tinh, lại cũng không tới gần tiêu tĩnh. Ngao Vệ thì ở phía xa tới lui, nhưng Thủy Trung cùng tiêu tĩnh bảo trì khoảng cách an toàn. Bọn hắn biết rõ, tiêu tĩnh thần hồn cùng nhục thân chính đang nhanh chóng trôi qua, mỗi từng giây từng phút đều là đối tính mạng hắn vô tình tước đoạt. bọn hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi tiêu tĩnh cuối cùng kiệt lực liền có thể. tiêu tĩnh tự nhiên minh bạch ý đồ của bọn hắn, cứ việc thân thể cùng thần hồn mỗi một chỗ đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. hắn vẫn như cũ lựa chọn chủ động xuất kích, nỗ lực tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc cho ngao vệ cùng phượng viêm nhất kích chí mệnh. thế mà ngao vệ cùng phượng viêm sớm có phòng bị, làm tiêu tĩnh cầm thương vọt tới lúc phượng viêm liền sẽ triển khai cánh chim trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung nhẹ nhõm né tránh tiêu tĩnh công kích ngao vệ thì dãy dụa thân thể bằng tốc độ kinh người vọt đến một bên trong mắt bọn họ không có bối rối chút nào chỉ có tỉnh táo bởi vì bọn hắn biết tiêu tĩnh công kích mặc dù hung mãnh nhưng mỗi một lần xuất kích đều sẽ gia tốc tính mạng của hắn trôi qua bọn hắn hiện tại cần phải làm là hao tổn đáng nhắc tới chính là mặc dù ngao vệ cùng phượng viêm liên thủ đánh không lại tiêu tĩnh nhưng tránh né tiêu tĩnh công kích vẫn là có thể dù sao bọn hắn dù sao cũng là tiên đế đỉnh phong cường giả, tổng không đến mức bị tiêu tĩnh nghiền ép. Cho nên, sau đó tiêu tĩnh mỗi một lần công kích, bọn hắn luôn luôn có thể né tránh. Tiêu tĩnh trong lòng dâng lên một vệt cảm giác bất lực, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ ngoan cường chủ động công kích, dù là cuối cùng vẫn lạc, hắn cũng muốn chiến đấu đến cùng. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, tiêu tĩnh cũng không phải là cô thân phấn chiến. Cách đó không xa, lăng hư cùng với khác ba vị nhân tộc tiên đế đều là đã thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy thân thể trọng thương lung lay sắp đổ nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất thanh loan trên người trường bào đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi lại như cũ nắm thật chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị cùng phượng thương ngô liều chết một trận chiến phượng thương ngô nhìn lấy thanh loan nhếch miệng lên cười khẩy nói ngươi còn có thể chống bao lâu đâu Thanh Loan lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc lạnh lùng, cũng không để ý tới Phượng Thương Ngô, mà chính là chân phải dẫm một cái, cả người trực tiếp hướng về Phượng Thương Ngô đánh tới. Hừ. Phượng Thương Ngô khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập, hắn tay cầm đại đao, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Răng rắc. Lúc này, thánh quang trận đột nhiên truyền đến một đạo rạn nứt âm thanh, ngay sau đó, lồng ánh sáng trên hiện ra từng vết nứt vết dạ như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra mỗi một vết nứt đều giống như như nói nó thừa nhận áp lực thật lớn cái này khiến hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả nhất thời hưng phấn lên về sau bọn hắn liền càng thêm ra sức công kích một lần sau một lần hùng từ từ vết nứt càng ngày càng nhiều trận mang thỉnh thoảng sáng ngời thỉnh thoảng ảm đạm phảng phất tại làm sau cùng dãy ruộng. trong thành mặc dù mọi người không lại sợ hãi tử vong nhưng tử vong vật này sao có thể là nói không sợ liền không sợ đây này thân thể bọn họ không bị khống chế run rẩy, mười ngón nắm chắc thành quyền, trái tim điên cuồng loạn động, trong mắt lộ ra khẩn trương cùng tuyệt vọng. Theo hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả điên cuồng công kích, trận pháp rốt cục đạt đến cực hạn. ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như thiên băng địa liệt. Cái kia nguyên bản hết sức trèo chống thánh quang trận, triệt để phá diệt. Theo thánh quang trận phá diệt, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ tại cả tòa thành trì. Mấy vạn Long tộc cường giả và mấy vạn Hỏa Phượng tộc cường giả như mãnh liệt như thủy triều, gầm thét vọt vào thành trì. Tiêu Tĩnh gầm thét một tiếng, muốn đi ngăn cản, nhưng Ngao Vệ cùng Phượng Viêm như thế nào như ước nguyện của hắn, lại chủ động phát động công kích. Bởi vì giờ khác này Tiêu Tĩnh, lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người trôi qua, nhục thân cùng thần hồn lập tức cũng muốn đạt tới cực hạn. Cho nên Ngao Vệ cùng Phượng Viêm không lại lựa chọn tiêu hao chiến, chủ động phát động công kích, nỗ lực sớm đem Tiêu Tĩnh mặt sát. Kỳ thật Tiêu Tĩnh làm tiên đế đỉnh phong, trừ phi tiên đế phía trên, không phải vậy căn bản không thể nào có sinh linh có thể giết chết hắn. Mà Ngao vệ cùng Phượng Viêm sở dĩ có thể đem Tiêu Tĩnh bước đến tình trạng như thế, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Tĩnh không muốn đào tẩu, nếu là hắn muốn chạy trốn, Ngao vệ cùng Phượng Viêm cũng ngăn không được. Thanh Loan cùng bốn vị nhân tộc tiên đế giờ phút này đồng dạng bị ngăn cản đường đi, bọn hắn thần sắc vô cùng phẫn nộ, điên cuồng công kích, nỗ lực đem cản bọn họ lại cường giả bức lui nhưng vô luận bọn hắn như thế nào điên cuồng công kích hỏa phượng tộc cùng long tộc tiên đế cường giả vẫn như cũ đem bọn hắn cản đến xích sao hoàn toàn không cho bọn hắn đi cứu người cơ hội cùng lúc đó trong thành tất cả mọi người chừng lớn hai con mắt trên mặt tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng cùng hận ý bọn hắn nhìn lấy mãnh liệt mà đến long tộc cùng hỏa phượng tộc cường giả dường như thấy được tử thần buông xuống đám trẻ con chăm chú rúc vào phụ mẫu trong ngực tiếng khóc trong lúc hỗn loạn quanh quẩn từng trưng non nớt trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ Tiêu Nguyệt Nhi trơ mắt nhìn lấy long tộc cùng hỏa phượng tộc cường giả xông vào thành trì. Nước mắt tràn mi mà ra theo nàng mặt tái nhật gò má chậm rãi trượt xuống. Cái kia óng ánh nước mắt, phảng phất là trong nội tâm nàng vô tận bi thương cùng tuyệt vọng cùng thất vọng ngưng kết. Một bên tư Từ yên, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay đều lâm vào trong thịt, máu tươi theo ngón tay trượt xuống, có thể nàng lại hoàn toàn không có phát giác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyễn thành đều bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng cùng hận ý bao phủ. Thật không thú vị đột nhiên một thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại truyền vào tất cả mọi người trong tai trong thành tất cả mọi người đều là sững sờ trên mặt lộ ra một vệt thần sắc nghi hoặc tiêu nguyệt nhi cùng tư tử yên đang nghe thanh âm này về sau đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kinh hỉ tiêu tĩnh cùng năm vị nhân tộc tiên đế trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra lăng hư cười nói ta còn tưởng rằng tiền bối rời đi đây trung niên nam tử tiên đế nói ngươi cho rằng tiền bối là ngươi hả à? Lăng Hư sắc mặt hơi đen, người mẹ hắn có ý tứ gì? Phượng Viêm cùng ngao vệ lơ lửng giữa không trung, trong mắt ngưng trọng, chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ lại sinh ra một vệt bất an. Cùng lúc đó, cái kia mấy vạn long tộc và mấy vạn hỏa phượng tộc cường giả, đáy lòng lại đột nhiên tuôn ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cổ nguy cơ này cảm giác gần như ngưng tụ thành thực chất. Cái này dọa đến bọn hắn vội vàng ngừng tại nguyên chỗ, không còn dám động mảy may, trong mắt để lộ ra hoảng sợ cùng nghi hoặc. Lúc này tại toàn bộ sinh linh nhìn soi mói một vị nam tử áo trắng chậm rãi bay ra khỏi thành bên trong nam tử áo trắng chắp tay khuôn mặt lạnh lùng mà gần như hoàn mỹ đủ để khiến thế gian bất luận một vị nào nữ tử tâm động quanh người hắn tản ra một loại thanh lãnh mà khí chất cao quý dường như cùng thế gian này huyên náo cùng hỗn loạn không hợp nhau mà tại phía sau hắn thì theo hai vị nữ tử trong đó một vị nữ tử mắt mắt như thu thủy giống như trong suốt tinh khiết mà sáng ngời nhìn quanh ở giữa song ánh sáng lưu chuyển dường như có thể đem linh hồn của con người hút vào trong đó. Mà tại nàng trong ngực thì ôm lấy một con cáo nhỏ. Nó toàn thân trắng nõn như tuyết, không có một chút màu tạp, lông tơ xõa tung mà mềm mại, phảng phất là do đám mây bệnh thành mà thành. Dài nhỏ thân thể yêu nhã mà linh động, tứ chi tinh tế mà có lực. Khác một vị nữ tử, phảng phất là theo ánh trăng bên trong đi ra tiên nữ. Gò má trắng nõn như tuyết, ngũ quan xinh xắn như điêu khắc giống như hoàn mỹ. Nàng lông mày có chút nhíu lên, mang theo một vệt tránh xa người ngàn dặm đạm mạc. Tiêu Tử Yên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo áo trắng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nắm chắc hai tay dần dần buông ra ôn nhu nói, "Hắn tới." Tiêu Nguyệt Nhi nhìn lấy nam tử áo trắng, mắt đỏ vành mắt, nước mắt không ngừng đảo quanh, run giọng nói, "Ta, ta liền biết hắn không có đi." Tiêu Tử Yên cười cợt, đưa tay đem Tiêu Nguyệt Nhi kéo vào trong ngực, an ủi, "Không sao." Tiêu Nguyệt Nhi xoa xoa nước mắt, gật một cái, nhìn lấy nam tử áo trắng, trong mắt đã có kinh hỉ, vừa có một vệt vẻ phức tạp. Long tộc cùng hỏa phượng tộc cường giả nhìn lấy nam tử áo trắng, trong lòng vô cùng trầm trọng, cái kia cỗ cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này bọn hắn đã có thể xác định, nam tử mặc áo trắng này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là một vị đại lão. Bởi vậy, bọn hắn ngừng tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngao vệ gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, là hắn. Phượng viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngao vệ mày nhăn lại trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc ngươi biết hắn ngao vệ thần sắc có chút âm trầm trong đầu không khỏi nhớ lại trước đó bị nam tử áo trắng cha đánh tơi bời tràng cảnh hắn trầm mặc một lát sau đó gật đầu nói nhận biết phượng viêm cau mày là ai ngao vệ trầm trọng nói huyền điện biết không phượng viêm não hải phi tốc vận chuyển sau cùng lắc đầu nói không biết ngao vệ mắt nhìn phượng viêm cái kia tô ngôn triệt ngươi cuối cùng cũng biết à nghe vậy phượng viêm đồng tử đột nhiên co vào tô ngôn triệt ngao vệ nói xem ra ngươi cũng biết phượng viêm trầm trọng nói tô ngôn triệt người nào không biết đây chính là tiên đế bên trong ngoa nhân toàn bộ tiên giới đoán chừng không có mấy cái là đối thủ của hắn ngao vệ gật một cái sau đó nhìn về phía nam tử áo trắng hắn là tô ngôn triệt nhi tử phượng viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi nói cái gì nam tử mặc áo trắng này là tô ngôn triệt nhi tử ngao vệ gật đầu ta còn có thể gạt ngươi sao? gặp ngao vệ không giống như là đùa giỡn bộ dáng, phượng viêm thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, ánh mắt lóe ra tinh quang. vậy hắn không phải là vị kia đột nhiên xuất hiện tiên đế à? ngao vệ hai con mắt ngưng tụ, sau cùng lắc đầu nói, không thể nào. cho dù hắn là tô ngôn triệt nhi tử, cũng không thể nào là tiên đế. phượng viêm cau mày nói, ngươi liền xác định như vậy? ngao vệ nói, ngươi xem một chút hắn cốt linh là bao nhiêu? phượng viêm nhìn về phía nam tử áo trắng cốt linh bất quá 500. Ngao vệ nói, cái này là được rồi, ngươi cảm thấy cốt linh bất quá 500 người, có thể là tiên đế sao? Nếu như có thể, vậy cũng quá điên cuồng, dù sao ta là không tin. Phượng viêm gật một cái, xác thực. Hắn lại nhíu mày, vị kia nhân tộc tiên đế. Ngao vệ nói, hẳn là bảo hộ tiểu tử này người. Phượng viêm nói, ha ha, cái kia tiểu tử này mặt bài vẫn còn lớn, lại có thể nhường một vị tiên đế trong bóng tối bảo hộ ngao vệ nói ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai như tử lúc trước ta kém một chút bị cha hắn nói đến đây hắn đột nhiên im bặt mà dừng lựa chọn im miệng phượng viêm nghi ngờ nói bị cha hắn thế nào ngao vệ lắc đầu nói không có việc gì phượng viêm tin hắn cái quỷ nhưng ngao vệ không muốn nói hắn cũng không có cách nào ngao vệ đột nhiên hỏi ta đoán chừng ngươi nói cái kia phượng hiên cũng là bị tiểu tử này giết ngươi thù này còn dám báo sao phượng viêm nhất thời nhíu mày sắc mặt có chút âm trầm, trầm mặc một lát, hắn nói, có cái gì không dám, nơi này là yêu vực, cho dù là tô ngôn triệt, hắn cũng không dám đơn độc sông à. Ngao vệ nói, cái này có thể không nhất định, yêu vực những cái kia đứng đầu cường giả, là biết tô ngôn triệt. Nếu là bọn họ biết ngươi cùng tô ngôn triệt có thù, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ giúp ngươi đối phó hắn sao. Còn nữa nói đến lúc đó các ngươi hỏa phượng tộc nếu như bị tô ngôn triệt diệt, bọn hắn khả năng sẽ còn vỗ tay bảo hay. Dạng này bọn hắn liền có thể thôn phệ hết các ngươi hỏa phượng tộc địa bàn cùng tài nguyên. Phượng Viêm sắc mặt càng phát ra âm trầm, cơ hồ đều có thể chảy nước đi ra sau cùng hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Bọn hắn không giúp ta thì sao? Ta hỏa phượng tộc cũng là có nội tình. Nếu là đem ta ép, ai thua ai thắng còn chưa nhất định." Ngao Vệ mắt nhìn hắn, không nói gì. Phượng Viêm nói, "Làm sao? Ngươi chuẩn bị từ bỏ?" Ngao Vệ nói, "Ta từ bỏ cái gì? Mục tiêu của ta là giết Tiêu Tĩnh." hủy diệt toàn bộ huyễn thành cũng không phải giết tiểu tử này. phượng viêm nhìn về phía áo trắng cười lạnh nói, ngươi nhìn hắn bộ dáng sẽ đồng ý ngươi giết tiêu tĩnh cùng hủy diệt huyễn thành sao? nghe vậy ngao vệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống không nói gì. phượng viêm cười lạnh một tiếng không có lại nói cái gì. diệp chính nhìn lấy cái kia đạo áo trắng mặt mũi tràn đầy dữ tợn chán nổi gân xanh lên trong mắt lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý cùng hận ý. ngao vệ đột nhiên nhìn về phía diệp chính, ới. Diệp Chính toàn thân run lên, quay đầu nhìn qua, sau đó do dự một lát, đi tới ngao vệ trước người, có, có chuyện gì sao? Ngao vệ nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, ngươi vừa mới vì sao lộ ra loại kia thần sắc. Diệp Chính sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, chậm chạp không nói gì. Ừm, ngao vệ trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, một cỗ kinh khủng long uy trong nháy mắt đặt ở Diệp Chính trên thân. Diệp Chính dường như nhìn thấy chính mình thái nãi, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, đại, đại nhân, người này cũng là vị kia tiên đế cũng là bởi vì hắn ta mới có thể bị tiêu tĩnh trục xuất huyễn thành ngươi nói cái gì ngao vệ cùng phượng viêm nhất thời không bình tĩnh sắc mặt biến đổi lớn diệp chính bị hai người bọn họ phản ứng giật mình ngao vệ gắt gao nhìn chằm chằm diệp chính ngươi nói hắn cũng là vị kia tiên đế